Tết này có ai thành đôi không ta? Có chứ. Như vị ngon phải nhân đôi. Aji ngon cho món Tết đậm đà vị đâu, ngon lấu hậu vị. Có Aji ngon, Tết ngon nhân đôi. Trời, cái gì vậy trời? Đây là hội hoa xuân mà, Tiếu Lâm hội mà, vui lên. Biết là trong nhà phải có nóc, phải có mái. Nhưng mà từ đâu ra mà cái nóc cái mái nó dựng lên được? Phải có trụ, có cột. Đàn ông mạnh mẽ lên. Đưa đây. Đúng rồi, đưa đây. Cậu nói đúng rồi. Mình phải có trụ, mình là trụ cột gia đình mà. Dùng lên. Sao lại yếu đuối như vậy được? Trong nhà là phải bật lại mấy bà vợ. Đúng rồi. Nếu như anh bật cái gì? Tôi đã từng bật. Bật sao? Dạ, tôi luôn luôn bật. Rất tốt. Tôi bật cái công tắc đèn nè. Trời ơi, bật gì mà cũng bật. Yếu đuối, yếu đuối lắm anh bạn à. Anh bật cái gì? Anh nói đi. Tôi đã từng bật khóc trong đêm. Trời ơi. Hai người không ai giống tôi hết. Tôi cũng là người chọn cái bật. Tôi bật cửa. Hay quá. Mạnh mẽ lắm. Trời ơi. Mình phải bật cửa. Không, tôi bật cửa bỏ chạy. Trời ơi, tôi tưởng nó ổng mạnh mẽ lắm quá nhà. Đây nè, chẳng nào bật công tắc đèn nhẹ nhàng như tôi đi. Thôi. Mấy anh nói cái gì, bật cái gì cũng làm tôi bật cửa trơn á. Đầu tiên bây giờ mình phải xét và phân tích khảo sát lý do gì sao mình sợ vợ. Tại sao? Tôi sợ vợ tôi đánh. Thấy chưa, bạo hành gia đình báo lên phường liền. Không phải, anh không hiểu rồi. Hả? Tôi sợ cô ấy đánh. Đánh vào tâm lý của tôi. Trời đất. Khi mà tôi nhìn thấy cô ấy buồn bã. Tôi chịu không nổi. Mong anh diễn. Khi mà tôi nhìn thấy cô ấy thức đêm thức hôm là tôi lại chịu không nổi. Thấy cô ấy khổ cực vì tôi là tôi chỉ muốn chết mà thôi. Tôi sợ lắm. Hãy cho tôi xoảng anh đi. Đừng mà khóc. Chỉ là sợ vợ buồn. Cảm thấy thoải mái hơn chưa? Anh thoải mái chưa? Nghe. Anh đừng có khóc. Lớn rồi, có tuổi rồi. Để cho sắp nhỏ nó nể. Tôi muốn khóc theo luôn á, tôi tội anh quá. Tôi đã từng nói thẳng với vợ tôi. Em! Ừ. Em không được làm như vậy. Đó. Tôi ở dơ. Tôi cố tình tôi ở dơ. Hay lắm. Tôi bài bừa nguyên cái phòng tôi toàn như một phòng rác. Lấy chi vậy? Khi mà vô á, cô thấy cái cảnh đó. Cô nhẹ nhàng. Khi cô biết tôi giận rồi, hiểu không? Nhặt lên từng món, chọn hết tất cả mọi thứ. Lấy cái này bỏ qua cái kia, mọi thứ đều ngăn nắp. Sau khi xong công việc đó, tay chân rã rồi. Wow. Không làm được gì nữa. Tôi nhìn tôi xót lắm. Thương vợ. Tôi không muốn vợ tôi phải cực khổ như vậy. Là sợ vợ mệt. Thấy chưa, vậy là anh này là anh sợ vợ anh mệt nè. Hai người không có giống tôi. Mỗi lần mà vợ tôi buồn á là cô ấy sẽ bỏ ăn. Một tháng bỏ ăn hai lần, một lần bỏ ăn một tuần. Trời. Một tuần không ăn đêm, cô ấy xúc ký tôi rất buồn luôn. Mỗi lần mà cô ấy giảm cân á, tôi nhìn cô ấy xanh xao ốm tôi rất sợ. Cái gu của tôi á là phải phồn thật. Phải phồn dinh. Mỗi lần vợ tôi giảm cân, tôi buồn còn hơn là vàng giảm giá nữa. Hóa ra là các anh không phải là sợ vợ dữ, mà là sợ vợ buồn, sợ vợ mệt, sợ vợ thiếu ăn thiếu ngủ. Thấy chưa, đàn ông biết là lạnh lùng, nhưng mà đối với vợ của mình là phải chia sẻ là nói, chứ không phải là im lặng, lạnh lùng hoặc là khóc bù lu bù la lên. Phải như mà mấy bà nghe được lời này của mấy anh thì bữa giờ đâu có hiểu lầm. Trời, đàn ông sao nói được mấy câu này với mấy người phụ nữ. Nhiều lúc muốn nói là chưa kịp nói rồi. Đó, nghe chưa, tam cao dài đứng lấp lấp ló ló ngoài đó. Vô đây đi, cho hiểu nhau vậy? Hơn. Ủa? Là sao? Ê, chứ vợ tôi tam cao dài. Trời ơi, tất cả đi, cứu tôi. Tất cả bị bao vây. Ủa? Đi đây. Ủa? Em ơi, ai về nhà đó đi. Trời ơi, tam cao em sao dài đẹp quá. Tại chân em sao rồi, để anh massage cho. Anh xin lỗi vợ mà. Anh hứa từ bây giờ trở về sau anh sẽ là một người chồng có trách nhiệm. Anh sẽ không làm em buồn nữa. Anh sẽ không làm bao giờ nhà cửa bầy hay. Anh sẽ thơm tho sạch sẽ. Nhưng mà vợ cũng phải hứa với anh một điều đó nha. Vợ phải ngoan nè, phải hiền nè, phải thục nữ nè. Và điều quan trọng á là đừng bao giờ làm anh giật mình. Trời, cái gì chị Sumi à, chị Sumi? Em lộ. Em nhép thôi. Anh ổn hộ nhẹ nhàng đi con. Dạ ông xã. Thấy ra chưa? Anh đó nha, tôi nói cho anh biết. Anh dám làm quỷ đen đúng không? Quỷ đen đâu mà quỷ đen.
quỷ đêm đó. Cái gì? Là anh đi đêm á hả? Không phải, quỷ đêm là cái quỷ em hay ăn đêm đó. Tối nào em cũng ăn á, em thấy không? Bình thường em ăn có một phần thôi à, bây giờ đêm em có ăn một mâm á. Em nghĩ coi, không có cái quỷ đêm em ăn vừa với em không? Em ăn nè, giết bây giờ cái áo hồi xưa mới may cho em nè, rộng rinh nè, em mặc biết giờ nó khít luôn nè không? Nó chật luôn nè không? Bởi vậy á, anh sợ em bỏ ăn, anh sợ em đói, cho nên nó chạy đi mua đồ ăn cho em nhiều nè. Thiệt không? Thiệt. Cái quỷ đen là để làm quỷ đêm. Đúng. Đồ quỷ sứ. Đồ quỷ mập. Cái đồ quỷ yêu à. Dễ thương quá. Em à, đã đến lúc chúng mình nên phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Sao căng vậy hả? Hồi nãy giờ người ta dàn xếp, người ta nói chuyện ổn thỏa hết rồi. Anh ở đây, anh không dám buông tay em ra. Em cứ thở mạnh hoài. Tới lúc này thì thiệt tình anh chịu hết nổi rồi. Có lẽ chúng ta nên dừng lại. Ê, nổi tốt nhất rồi, Xuân nổi. Trời ơi. Đúng. Chúng ta nên dừng lại. Tỉnh đi. Thôi mà, chuyện gì cũng bỏ qua đi mà. Đừng chị, đừng có giải dột như vậy. Chúng ta nên dừng lại. Tất cả mâu thuẫn suốt bao lâu qua mà chúng ta đã đối xử với nhau. Đúng rồi, mình phải xì tấp kia những chuyện đó đi. Em phải nói đi, em nói đi em. Chồng. Là tâm lý. Em ghét chồng quá. Tại sao chồng thương vợ như vậy mà chồng không nói ra chứ? Nói ra, nói ra mắc cỡ lắm, cục mắc cỡ lắm. Mắc cỡ cái gì chứ? Ghét chồng lắm. Vợ à. Làm cho vợ hiểu lầm là chồng hết thương vợ. Không có đâu, vợ phải hiểu cho chồng chứ. Thật ra công việc của chồng là tư vấn cho khách hàng là thượng đế, phải nói chuyện ngọt ngào với người ta mới mua hàng của mình. Còn những cái gì cuộc đi nhậu là ký kết hợp đồng, người ta thường hay làm ở quán nên anh thường xuyên đi để mà tạo mối quan hệ. Nhưng mà ngày hôm nay anh biết rồi, anh hiểu anh nên làm gì rồi. Anh sẽ hạn chế công việc lại, anh sẽ lo lắng cho em hơn. Anh sẽ không có tới những cái buổi tiệc để tạo những mối quan hệ nữa, mà anh sẽ về nhà sớm với em để chăm sóc cho em hơn. Chồng này, chồng cứ làm cho vợ yêu mãi thôi. Thiệt tình thấy ghét quá đi. Sướng quá, lòng có mà khóc trong đêm nữa nha. Đó, chúc mừng cặp đôi Sunoco Kamezoko nhiều nha, đánh quá đánh hà. Hạnh phúc vậy phải vui không? Kính thưa quý vị, đồng vợ đồng chồng, biển đông tác cạn, đồng bạn đồng bè tác cạn biển đông. Đó chính là lời chúc mà chúng tôi dành tặng cho ba cặp đôi gia đình hàng xóm ngày hôm nay nghe. Cảm ơn nha. Dạ, làm gì làm, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe. Hạnh phúc gia đình là nền tảng thành công của chính mình mà. Năm nay là năm Tân Sửu, muốn được no đủ phải chăm chỉ cần cù thì mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an được. Muốn bình an thì phải hát vang. Và bây giờ xin mời quý anh chị đến với phần trình diễn món quà tặng đặc biệt ngày hôm nay đến từ nhóm O2O. Trong sáng hoa đã đến bên lòng ta, cùng sánh bước trên đường vui, tay ấm em môi cười, tình yêu thăng hoa trong đất trời, cho nắng xuân đang ngập lối. Nào xuân đã đến đây, cho tình trên chiếc vai đầy ngàn hoa lá vui sung bay, cho lòng ta thêm mê say, niềm hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này, hoa lại ca trước trăm mây say, cùng xuân theo du hết tháng ngày. Tràn trong trái tim này, hoa lại ca trước trăm mây say, cuộc xuân theo dấu hết tháng ngày. Hoa từng bừng bừng sang thời khắc của đêm 30, nhà trẻ nam nữ lớn bé ai cũng đều xinh tươi. Bàn chân xanh câu đối đỏ, gia đình vây cùng bên mâm cỗ, cũng là lúc con cái gần xa dành trọn thời gian về thăm quê nhà. Chúc nhau an khang thịnh vượng tài lộc, chào mừng năm mới sang, vang câu ca sông bay vàng đào hồng một mùa thu mở vang. Cho ly rượu này thêm say, khúc nhạc ngày ngày thêm hay, cho tâm hồn này bay bay, vui cho hết đêm nay. Let's go!
Xin cảm ơn quý bà con cô bác ngày hôm nay đã đến với bốn gian hàng của hội chợ xuân Tân Sửu 2021 được mang tên Tiếu Lâm Hội, và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào hội chợ mùa sau nha. Và bên cạnh đó, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Samsung Galaxy A12, dẫn đầu công nghệ với bộ 4 camera 48 megapixel ưu việt, camera macro chụp cận cảnh, hiệu năng mạnh mẽ bậc nhất. Và bây giờ, chúng tôi, Tiếu Lâm Hội, xin được phép chúc mừng năm mới! Cô Mỹ à, an khang thịnh vượng à, mở đâu thành công à, vạn sự như ý à. Nắng xuân đã đến đây, cho tình chân chứa vơi đầy, ngàn hoa lá vui sum vầy, cho lòng ta thêm mê say. Chúc mừng năm mới.